Thưa quý vị, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, các công nhân xí nghiệp công viên cây xanh thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai đang tích cực hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh tươi mới của thành phố Lào Cai trong những ngày xuân sắp tới. Những ngày giáp Tết, các không gian công cộng của thành phố Lào Cai được tô điểm thêm bằng hàng vạn cây hoa đủ sắc màu rực rỡ. Theo kế hoạch thì vào dịp trong và sau Tết Nguyên đán sẽ có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội được tổ chức tại thành phố Lào Cai. Vì vậy, việc chỉnh trang đô thị đã được triển khai tích cực trong suốt thời gian qua và hiện đã cơ bản hoàn thành. Đối với mỗi công nhân môi trường đô thị, tuy công việc trong dịp này vất vả hơn, nhưng họ đều vui vì đang góp phần làm đẹp hơn cho thành phố. Như thế nào? Tất cả các chị em ở trong công nhân trong xí nghiệp cây xanh thì là coi như là mọi người đều tất cả đều cố gắng thì là hoàn thành tốt hết mọi nhiệm vụ chuẩn bị giáp Tết này. Để cho khối lượng công việc được đạt kết quả tốt trong dịp Tết này thì công nhân thì tăng ca là đi sớm và về muộn hơn so với mọi lần để hoàn thành công việc. Ngoài cắt tỉa, chăm sóc cây xanh và trồng hoa trang trí ở các công viên, trục đường chính, các cơ quan, khu nhà hợp khối, thì để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đã có hàng chục nghìn chậu hoa được trang hoàng tại các điểm công cộng. Trong những ngày Tết, mọi công việc chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường đô thị sẽ vẫn được duy trì bình thường để đảm bảo cho cảnh quan thành phố luôn xanh sạch đẹp. Đúng, có những ngày đấy chính những ngày toàn dân đi vui chơi, chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình. Có một cái cảnh quan đẹp nhất, hoa tươi và đẹp để cho mọi người thưởng thức. Xí nghiệp công viên cây xanh cũng đang gấp rút chuẩn bị cây giống để phục vụ hoạt động ra quân trồng cây đầu xuân tại các cơ quan, đơn vị. Số lượng cây xanh được trồng trong dịp này dự kiến khoảng trên 2.000 cây, chủ yếu là vàng anh, trò chỉ, lim xanh và các loại cây ăn quả. Tết trồng cây đến thời điểm này thì chúng tôi chuẩn bị khoảng độ 2.000 cây tất cả các loại. Hiện nay thì cung cấp cho một số các tổ dân phố trồng cây đầu xuân theo cái đề án thì chặt hạ cây của thành phố, thì chúng tôi cũng cung cấp cho một số các tổ dân phố trên địa bàn thành phố và trồng một bổ sung ở các rừng cảnh quan thì và trong cái khu những cái khu trụ sở hợp khối của các sở ban ngành. Hoạt động tích cực, hiệu quả của xí nghiệp công viên cây xanh, công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai đang góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Lào Cai văn minh, tươi đẹp, trong lành, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.